Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và sự phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chúa Nhật Đế Lá hôm nay là ngày kỷ niệm đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để giúp chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bây giờ tôi sẽ dậy nước thánh trên những cành lá mà cộng đoàn đang cầm trên tay. Trong khi dậy nước thánh thì cả đoàn hát. Hoan hô con của Đa-vít, hoan hô con của Đa-vít.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem. Lúc sắp vào thành Bethphage và Bethania bên triền núi cây ô liu, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưới bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy thì cứ nói là thầy có việc cần dùng rồi thá trả về ngay. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài ngõ ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó hỏi: các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn và họ để cho đi. Hai ông dắt con lừa về cho Đức Giêsu, trải áo choàng của mình trên lưng nó và Đức Giêsu cởi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành chặt lá ngoài đồng rải lên lối đi. Người đi trước, kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đó là lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, có người đã hỏi tôi rằng trong ngày lễ lá thì khi làm phép lá nào là lá được làm phép. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta phải ấn định một loại lá nào đó để làm phép trong ngày lễ lá này. Và thường thì chúng ta nghĩ rằng đó là lá dừa. Nhưng thực sự thì không phải như vậy. Khi mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, dân chúng chặt cành chặt lá trải trên lối đi. Người ta không nói là lá dừa, cũng chẳng nói là lá nhãn hay lá nào khác, mà đơn giản chỉ là cành lá. Bởi vì cành lá nó thể hiện cho sự cứu rỗi. Cành lá gợi người ta nhớ đến khi mà ông Noê cùng với những người được cứu thoát ở trong tàu trong trận đại hồng thủy, thì con chim bồ câu nó mang một cành lá về cho ông Noê, và cành lá đó báo hiệu cho sự sống. Cũng như vậy, cành lá mà dân Do Thái trải xuống chân Đức Giêsu báo hiệu cho sự sống mà Thiên Chúa mang lại cho con người. Sự sống đó là Thiên Đức Giêsu Kitô sẽ chiến thắng sự chết và mang lại cho những ai tin vào Ngài. Mặc dù việc trải cành lá của dân Do Thái ngày xưa không thể hiện được ý nghĩa từ ban đầu như thế, nhưng nó là lời tiên tri về chính cuộc thương khó và sự phục sinh của Đức Kitô. Ngày hôm nay khi chúng ta làm phép lá, chúng ta cầm trên lay trên tay cành lá, không phân biệt lá nào cả, quan trọng là cành lá. Bởi vì cành lá này không chỉ diễn tả cái niềm vui của dân Do Thái ngày xưa, nhưng thể hiện niềm vui của chúng ta khi mà chúng ta đón Chúa Giêsu vào trong nhà của người, đón Chúa Giêsu vào chính lòng chúng ta. Không chỉ niềm vui bên ngoài, nhưng niềm vui thật sự từ trong tâm hồn. Và khi mà chúng ta sống tinh thần cùng bồ chay, thì niềm vui của ngày lễ này, nhất là ngày lễ phục sinh, sẽ trở nên rất ý nghĩa đối với những ai tin, với những ai đặt niềm trông cậy ở nơi Chúa, và những ai luôn tìm kiếm sự sống nơi Thiên Chúa ngang qua Đức Giêsu Kitô. Anh chị em thân mến, chúng ta noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỉ lên đường nghênh đón Chúa Kitô.
chúng ta cùng bắt đầu cùng rước đi vào nhà thờ. Hôm nay dâng thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho những công việc
của giáo xứ chúng ta được diễn ra một cách tốt lành, được Chúa phù trợ để đạt được hiệu quả như chúng ta mong muốn. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn Giuse, Joan, Maria, Anna, Pedro, Augustino, cho cha cố Paulo, cha cố Giuse Maria, xin được như ý, xin cho các linh hồn, xin cho thai nhi, xin cho gia đình được bình an, xin tạ ơn Chúa và cho tổ tiên nội ngoại, xin khỏi bệnh, cũng như xin cho linh hồn Francisco Xavier. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa là Chúa thường, đã cho tôi nói lăng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời, nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng người đánh thức, người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng háo nuôi. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đó là lời Chúa. Còn ngó xem nhiều bằng tôi hoài.
thương trông về Chúa phù trì cứu dung. Chúa đừng đứng xa bằng kim thân này. Ôi Thiên Chúa cao thượng, Ngài đã dù có con sông. Ôi Thiên Chúa cao thượng, Ngài đã dù có con sông. Con nguyện sẽ luôn truyền bá danh Ngài, loan truyền giữa lời công hội nước này. Ơi ai thờ Chúa, người mừng tiếng bay, chúng cùng Chúa đi là hơi dân Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở lên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đó là lời Chúa. Trương lê vườn qua và tuần lễ ăn bánh không men, càng thường tê và luận sĩ tìm mưu bắn giết Chúa Giêsu. Họ bao nhầu rằng đừng làm trong ngày lễ, kẻo sinh lao động trong dân. Khi Chúa đang dùng bữa ở Bethania trong nhà ông Simon Tần Phong, thì có một phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu thơm dân quý giá. Đầm vơ bình, bà đổ dầu thơm trên đầu người. Có mấy người khó chịu nghĩ thầm rằng: sao lại phi dầu thơm như thế? Dầu này có thể bán được hơn 300 đồng bạc để bố thí cho kẻ nghèo. Và họ lặng lời với bà lầy. Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng: hãy để mặc bà,
sao các ông lại làm cực lòng bà? Bà vừa làm cho ta một việc rỡ tốn. Vì bao giờ các ông cũng có những kẻ nghèo ở bên mình, và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tùy ý. Nhưng ta, các ông không có ta ở luôn với đâu, làm được gì thì bà đã làm. Bà đã xưng dầu thơm, có ý tâm liềm sang ta trước. Ta bao thờ hết các ông rằng trên khắp thế giới phúc âm này rao giảng đến đâu thì người ta cũng sẽ thuật lại việc bà mới làm để nhớ tới bà. Khi ấy Giuđa Iscariot, một trong nhóm 12, đến gặp các thượng tế để lộng người cho họ. Nghe vậy họ mừng rỡ và hứa cho lo tiền. Thế là lo tìm dịp thuận tiện để lộng người. Ngày thứ nhân trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày diễn chiến mừng lễ vườn hoa, các môn đệ thương người rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu. Người liền sai hai môn đệ đi và nói rằng: Các con hãy vào thành và sẽ gặp một người mang bò nước. Các con hãy đi theo người ấy. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như người đã truyền và hai ông dọn đi vừa. Chiều đến, người cùng 12 môn đệ tới, và khi mọi người đang ngồi ăn, thì Chúa Giê-xu nói rằng: Thầy bao thờ hết một người trong các con đang ăn cùng thầy sẽ đụng thầy. Các ông đều buồn sầu, và lần lượt từng người đến thưa Ngài: Thưa Thầy, có phải con không? Người đáp rằng: Đó là một trong nhóm 12, kẻ cùng châm một đĩa với Thầy. Con người phải ra đi như đã chép về người, nhưng khôn thay cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Đang khi họ ăn, Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, đọng lời chúng tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà các con hãy cầm lấy, này là mình thầy. Rồi người cầm lấy chén tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Người bảo các ông rằng: Này là máu thầy, máu tân ước sẽ đổ ra cho mọi người. Thầy bao thờ hết các con.
Thầy sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày Thầy sẽ uống rượu mới trong nước của Thiên Chúa. Sau khi hắn thanh bình, Chúa Giê-xu và các môn đệ đi lên núi cầy dầu. Chúa Giê-xu bảo các ông rằng: tất cả các con sẽ vấp ngã vì có lời chép rằng: ta sẽ đánh trù chân và đoàn chiên sẽ tan tăng. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilea trước các con. Phêrô thưa người: dù tất cả vấp phạm vì Thầy, nhưng con thì không. Chúa Giê-xu bảo ông rằng: đây Thầy bảo thật, hôm nay nổi đêm này, trước khi gà gáy hai lần, con đã trôi Thầy ba lần. Nhưng Phêrô càng lên dòng cương quyết hơn mà rằng: không, dầu phải chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy. Và tất cả đều nói như vậy. Đi đến một vườn kia tên là Diện Si-ma-li, người bảo các môn đệ: các con hãy ngồi lại đây trong khi Thầy đi cầu nguyện. Rồi người đem Phêrô, Gia-cô-bê và Gio-an theo người, và người bắt đầu kinh sợ và buồn sầu. Người liền bảo các ông rằng: linh hồn Thầy buồn đến chết được, các con hãy ở lại đây và tỉnh thức. Tiên xa hơn một chút, người phụng xuống đất và cầu xin: nếu có thể được thì cho mình tránh khỏi giờ này. Người nguyện xin rằng: A-ha-ha-ha-ba, lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cân trên này xa con, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha mà thôi. Người trở lại và thấy các ông đang ngủ, lên nói với Phêrô rằng: Simon, con ngủ ư? Con không có sưng thưng được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ, vì tinh thần thì là hành lệ, còn xác thịt thì yêu đuối. Rồi người lại đi cầu nguyện với những lời như trước. Khi trở lại lần nữa, người thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông lặng trĩu và các ông không biết trả lời người thế nào. Lần thứ ba người trở lại và nói rằng: bây giờ mà các con còn ngủ, còn nghĩ sao? Thôi đủ rồi, giờ đã đến. Này con, người sắp bị nộp trong tay những người tội lỗi. Hãy trôi dậy,
chúng ta đi nào, kìa kẻ đồng thầy đã tới. Người còn đang nói thì Judas Iscariot, một trong nhóm 12 đến cùng đi với một toán linh mang gươm dao và gậy gồng do các thượng tế luận sĩ và kỳ mục sai đến. Trường đó tên phản bội đã ra hiệu cho chúng rằng: hễ tôi hôn mặt ai thì đó chính là Ngài, các ông cứ bắt lấy và điều đi cho cẩn thận. Vừa đến, Judas liền tới gần người và nói rằng: xin chào thầy. Rồi lô hôn người, chúng liền tra tay bắn người. Nhưng một người trong những kẻ đứng đó run gươm trên chém tên đầy tớ hệ thường tê đơn một tay. Chúa Giêsu nói với chúng rằng: các ngươi cầm gươm dao gầy gồng đi bắn ta như bắn một tên cướp. Hằng ngày ta ở giữa các ngươi vẫn giảng dạy trong hội đường mà các ngươi không bắt ta, nhưng thế là để ứng nghiêm lời kinh thánh. Bây giờ môn đệ bỏ người và trốn hết, có một thanh liên theo người mình chỉ quân một tâm khăn, họ tum lấy anh ta, nhưng anh ta bỏ lại tâm khăn và chạy trốn mình trần. Chúng điều Chúa Giêsu đến thầy thượng tế, các tư tế, luận sĩ và kỳ mục tề tiểu đông đủ. Còn Phêrô theo người xa xa đến tận dinh, đến tận trong dinh thượng tế và ngồi sưởi lửa với đám đầy tớ. Vậy các thầy thượng tế và toàn thể công nghi tìm chứng cơ cao tội Chúa Giêsu để diệt người, song họ không tìm ra. Có nhiều kẻ đã cáo gian người, nhưng các lời chứng của chúng không hợp nhau. Bây giờ có vài người đứng lên làm chứng gian tố cáo người rằng: chúng tôi đã nghe nó nói, ta sẽ phá hủy đền thờ này do tay loài người làm ra, và trong 3 ngày ta sẽ xây lại một đền thờ khác không bởi tay loài người làm ra. Nhưng chứng cơ của họ cũng không hợp nhau. Bây giờ thầy thượng tế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giêsu rằng: sao ông không đáp lại những điều các người lại tố cáo ông? Nhưng người vẫn thinh lặng và không đáp lại gì. Thầy thượng tế lại hỏi rằng: ông có phải là Đức Kitô con đứng đang chúc tụng chăng? Chúa Giêsu đáp rằng: phải, chính là ta. Rồi các ông sẽ thấy con người ngự bên hiu đấng toàn năng và ngự nên cùng với mây trời. Thầy thượng tế liền xé áo mình ra và nói rằng: chúng ta còn cần đến nhân chứng nào nữa? Các ông đã nghe lời nói lòng ngôn, các ông nghĩ thế là
tiên tri ai đã đây. Và bọn thuộc hạ ba mặt người, Phêrô đang ở ngoài sân tiền đường, thì có một đầy tớ gái của thầy thượng tế đến. Thầy Phêrô đang sưởi thì nhìn ông và nói rằng: ông cùng theo Giê-xu người Na-ra-rét. Nhưng ông trôi phân mà rằng: tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói gì. Rồi ông đi ra ngoài phía trường tiền đường và gà liền cây. Người đầy tớ thấy ông liền nói với những người đứng đó rằng: ông lại cũng thuộc bọn đó. Nhưng ông lại chơi một lúc sau, những người ở đó lại nói với Phêrô rằng: đúng, ông thuộc bọn đó, vì cả ông cũng là người xứ Galilea. Ông liền nguyền rủa lặng lời và thề rằng: người mà các ông nói, tôi thề mà không biết. Thì gà gáy lần thứ hai, và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã bảo ông: trước khi gà gáy hai lần, con đã chối thầy ba lần. Ông quả lên không. Vừa tàng sáng, các thượng tế bàn luận với các kỳ mục, luận sĩ, tức là toàn thể công nghị. Rồi họ trói Chúa Giê-xu và giải làm người cho quan Phi-la-tô. Quan hỏi người: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp rằng: đúng như lời ông nói. Càng thầy tê tô cao người nhiều điều, quan Phi-la-tô lại hỏi người rằng: ông không trả lời gì ư? Hay coi họ tô cao ông biết bao nhiêu tội? Nhưng Chúa Giê-xu không trả lời gì thêm, khiến quan Phi-la-tô kinh ngạc. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phong thính cho dân một người tù tùy ý họ xin. Bây giờ trong kham có tên Ba-ra-ba bị giam cùng với những kẻ phiên loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy quan hỏi rằng: các ngươi có muốn ta phong thích cho các ngươi vua người Do Thái không? Vì quan đã biết rõ do lòng ganh tị mà các thượng tế lộp người. Nhưng dân xin quan phong thích Ba-ra-ba cho họ. Quan Phi-la-tô lại hỏi họ: các ngươi muốn ta làm gì cho vua người Do Thái? Chúng la to lên rằng: Đấng Christ! Quan Phi-la-tô nói với họ rằng: người này đã làm gì lên tội? Xong chúng càng la to hơn rằng: Đấng Christ! Vì muôn chiều lòng dân, quan Phi-la-tô liền tha Ba-ra-ba cho họ và ra lệnh đánh đòn Chúa Giê-xu, rồi trao người cho họ đóng đinh vào thâm gia. Quân lính điều người vào sân tiền đường và tập hợp cơ đồ lại,
chung bằng áo choàng đỏ cho người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người, đoàn chung chào người rằng: rồi chúng lấy cây gậy đánh đầu người, khàng nhô vào người và quỳ gối chiều bái người. Sau khi nhào báng người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho người, và chúng điều người đi đông đinh vào thăm gia. Chúng gặp một người qua đường tên là Simon, quê ở Cyrene, là thân phụ của Alessandro và Rufo, vừa ở ngoài đồng về. Chúng ban đông vang đờ thầm ra cho người. Chúng điều người đến nơi kia gọi là Golgotha, kia là lối sọ. Chúng cho người uống rượu pha mộng dược, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thầm ra, rồi chúng chia nhau áo người, bằng cách bắn thăm xem ai được phần nào. Vào giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thầm ra, tâm bàng y an người biết rằng vua dân Do Thái cùng với người. Chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thầm ra, một đứa bên hữu, một đứa bên tà người. Nhưng người qua đường xi nhục người, nâng đầu nói rằng: kìa, kẻ phá đền thờ Thiên Chúa rồi xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình và xuống khỏi thập giá đi làm. Càng thường tế với các luận sĩ cũng nhào báng người và nói với nhau rằng: nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu lỗi mình. Hỡi Kitô vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy mà tin. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với người cùng đăng nhùng người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tôi tâm bao trùm toàn thể mặt đất. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eli, Eli, lema sabachthani. Có nghĩa là: lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi, sao Ngài bỏ. Có mấy người đứng đó nghe vậy liền nói rằng: kìa, nó gọi ông Elia. Một người chạy đi lấy miếng bông biển nhung đầy dâm, rồi quấn vào cây sậy và đưa lên cho người uống mà rằng: hãy đợi xem tiên tri Elia có đến để đem nó xuống không. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và chôn thờ hy thờ.
màn trong đền thờ xe ra làm đôi, từ trên xuống dưới viên sĩ quan đứng đối diện, người thấy người kêu lên và chôn hơi thở như thế, nên nói rằng đúng người này là con Thiên Chúa. Cùng có những phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa, trong số có bà Maria Madalena, Maria mẹ của Giacôbê hầu và của Giuse, và bà Salome là những kẻ đã theo giúp người khi người ở xứ Galilea, và nhiều phụ nữ khác đã cùng lên Jerusalem với người. Trời đã xế chiều và hôm đó lại là ngày chuẩn bị âm, ngày Sa-bát. Ông Giuse quê ở Arimathea, một hội viên bị vọng trong công nghị, cũng là người trông đợi lương Thiên Chúa. Ông mạnh dạn đến gặp quan Phi-la-tô và xin sang Chúa Giê-xu. Quan Phi-la-tô ngạc nhiên nghe nói người đã chết rồi. Ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem người đã chết thần chưa. Khi đường viên sĩ quan phúng trình, quan trao cho Giuse xả hàng người. Giuse đã mua một tấm vải liệm, thả sang Chúa Giê-xu xuống khỏi thẩm giá, bỏ người vào vải liệm, rồi đặt trong mộ đá đục sẵn trong đá, rồi lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó bà Maria Madalena và Maria mẹ ông Giuse nhìn khi nơi người được an táng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã trải qua những tuần của mùa chay và bắt đầu bước vào tuần thánh, hay còn gọi là tuần thương khó. Chúa nhật lễ lá là Chúa nhật khởi đầu của tuần thánh. Và như tôi thưa với cộng đoàn một số lần trước đây, trong suốt cả năm phụng vụ thì tuần thánh là tuần quan trọng nhất, là tuần có giá trị nhất, là tuần có ý nghĩa nhất. Và trong tuần thánh này, chúng ta lại có Tam Nhật Thánh, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Ba ngày này quan trọng nhất trong suốt cả năm phụng vụ. Bởi vì qua tuần thánh và Tam Nhật Thánh, chúng ta sống lại cuộc thương khó của chính Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Ngang qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, nhân loại được cứu độ. Tội lỗi của chúng ta được Thiên Chúa trả lại cho Adam và Eva và kẻ cám dỗ là Satan. Để rồi chúng ta trở nên những con người tự do, những con người xứng đáng hưởng sự sống trong nước Thiên Chúa. Chúng ta vừa khởi sự tuần thánh với việc làm phép lá và rước lá. Và bây giờ chúng ta lại cùng vừa nghe bài thương khó của Đức Giêsu Kitô. Hai khung cảnh rất khác nhau, gần như là đối lập. Việc làm phép lá tái hiện lại niềm vui, sự hân hoan của người Do Thái khi
khi đón Chúa Giêsu vào thành thánh Jerusalem. Khi mà Chúa vào thành thánh thì tất cả đều hoan hô vui mừng, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ, từ những người sùng đạo cho đến những người thờ ơ với đức tin, đều hoan hô vui mừng, hoan hô con vua David. Họ vừa đi vừa hát, vừa đi vừa tung hô. Và như chúng ta làm lúc đầu lễ, người Do Thái họ trải áo xuống đường, họ chặt cành chặt lá để trải lên lối đi. Niềm vui được thể hiện một cách rất rõ ràng và trọn vẹn. Tuy nhiên, khi mà cuộc xử án của Đức Giêsu Kitô diễn ra tại dinh tổng trấn Phi-la-tô, chúng ta lại thấy một khung cảnh hoàn toàn khác. Nếu như trước đây các môn đệ là những người đi liền với Chúa, dân chúng hò reo vang dậy, thì bây giờ các môn đệ lại bỏ chạy hết, thậm chí có những người bỏ chạy mình trần và chỉ ở xa xa theo dõi những gì sẽ xảy ra. Còn đám đông dân chúng trước đây hoan hô con vua David, hoan hô đấng ngự đến nhân danh Chúa, thì bây giờ vẫn những cái miệng đó, vẫn những khối óc và trái tim đó, vẫn những cánh tay đó lại hô rất là vang dậy: đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Tại sao lại có sự thay đổi nhanh lẹ như vậy? Thứ là bởi vì khi mà chúng ta đi với Chúa Giêsu và khi mà chúng ta phải có những chọn lựa, và nếu như những chọn lựa đó không mang lại lợi ích cho chúng ta, không mang lại những gì chúng ta mong muốn, chúng ta rất dễ thay đổi. Người Do Thái ngày xưa cũng như vậy. Họ mong muốn Đức Giêsu sẽ trở nên một vị vua, và vị vua của đó sẽ tái lập lại vương quốc mà trước đó David đã thực hiện, để làm cho dân Do Thái trở thành một dân tộc vững mạnh, làm cho đất nước Do Thái thành một đất nước mạnh mẽ về quân sự, về kinh tế, và có thể đàn áp các dân tộc khác. Thế nhưng khi mà thấy Đức Giêsu không thực hiện điều họ mong muốn, họ quay lại 180 độ. Chỉ có điều đó là đám đông dân chúng thì luôn bị người khác xúi giục và luôn hùa theo nhau, không biết là đúng sai thế nào, không biết trắng đen thế nào, không biết phải trái rõ ràng thế nào. Chỉ cần nghe người ta nói, thế là nói lại, và gần như không chịu trách nhiệm về lời nói của mình, không chịu trách nhiệm về hành vi của mình, không chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm ra. Đây là điều mà chúng ta thấy trong cuộc thương khó của Đức Giêsu. Nếu như ai đó đã xem cuốn phim có tựa đề Passio, hay dịch ra tiếng Việt 24 giờ của Chúa, chúng ta sẽ thấy trong cuộc xử án Đức Giêsu Kitô trước dinh Phi-la-tô thì những người Do Thái họ sai người đi để nói với đám đông dân chúng: làm thế này, làm thế này, làm thế này. Và khi mà những người được sai đi rỉ tai như vậy thì đám đông kia làm theo mà không biết nó đúng hay sai, không biết điều mình làm có phải là chân lý không. Để rồi sau này khi mà Thánh Phêrô giảng ở quảng trường, Thánh Phêrô bảo rằng Đức Giêsu Kitô người Nazareth, người mà anh em đã trao nộp cho tay người ngoại để dùng tay dân ngoại mà giết chết, đấng ấy là Đức Kitô, đấng ấy đã sống lại và bây giờ đang sống giữa chúng ta. Khi mà nghe Thánh Phêrô cùng với các tông đồ nói như thế thì họ lại đấm ngực, để rồi nói với Thánh Phêrô và các môn đồ bên đệ khác rằng: chúng tôi phải làm gì đấy? Chúng tôi đã biết lỗi của chúng tôi rồi, chúng tôi phải làm gì đấy? Ngày hôm nay chúng ta vẫn gặp thấy những chuyện như vậy. Chúng ta
không dám đóng đinh Chúa. Chúng ta không dám công khai để chống lại Chúa. Đấy nhưng một cách nào đó, chúng ta vẫn đóng đinh anh chị em chúng ta vào thập giá. Chúng ta vẫn hùa theo để làm cho một sự việc trở nên trầm trọng hơn. Và nhất là sự việc đó, nó lại ảnh hưởng đến danh dự, ảnh hưởng đến đời sống của người khác, thậm chí ảnh hưởng đến những điều tốt đẹp trong cộng đoàn. Rút kinh nghiệm từ dân Do Thái, mỗi khi chúng ta lắng nghe và biết được một điều gì quan trọng với người khác, cho người khác, liên quan đến người khác, khi mà chúng ta biết một điều gì quan trọng cho tương lai hoặc là cho đến sự tồn vong của cộng đoàn, chúng ta phải cân nhắc thật cẩn thận. Và khi mà chúng ta băn khoăn không biết nó đúng hay sai, nó thật hay giả, chúng ta hãy tìm đến những người có trách nhiệm, tìm đến những người có khả năng để đón nhận một câu trả lời chính xác. Đừng có gì tai nhau như người Do Thái ngày xưa, để rồi làm cho sự việc trở nên trầm trọng và không có trách nhiệm với lời nói của chúng ta. Đức Giê-xu Kitô đã nói rằng tất cả chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta nghĩ, chúng ta nói, chúng ta làm, và thậm chí cả những lời nói vô ích nữa. Đừng có nghĩ rằng tôi chỉ nói cho nó vui, hoặc là tôi nghe người ta nói thế thì tôi nói lại. Nhưng chúng ta tất cả phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta nói ra khỏi miệng. Ngày xưa dân Do Thái tung hô Chúa và rồi đóng đinh Chúa. Ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta tung hô Chúa nhưng đừng đóng đinh Chúa. Đừng mang lại những điều xấu, đừng loan truyền những sự xấu và đừng kết án anh chị em của mình. Cũng như đừng hùa theo để làm cho một sự việc xấu trở nên trầm trọng hơn. Bởi vì mỗi khi chúng ta làm như thế, chúng ta lại đóng đinh Chúa vào cây thập giá một cách chắc hơn. Trong suốt mùa chay này, những ngày thứ sáu, chúng ta cùng với nhau để đi lại chặng đàng Đức Giê-xu Kitô đã đi. Và chúng ta đọc những đoạn tin mừng nói về cuộc thương khó, hay những bài thánh vịnh nói về con chiên bị đem đi làm thịt, những đoạn thư của Thánh Phaolô Tông Đồ, và rồi tiếp kế đó là những bài suy niệm. Những bài suy niệm đó như là một lời nhắc nhớ chúng ta không chỉ sống tâm tình của mùa chay, mà trong suốt cả cuộc đời của mình. Là Kitô hữu, chúng ta phải luôn hướng đến những điều tốt nhất. Tốt nhất trong suy nghĩ, tốt nhất trong lời nói và tốt nhất trong việc làm. Bởi vì chỉ khi chúng ta hướng đến những điều tốt nhất, chúng ta mới có thể phục sinh với Đức Kitô. Lý do là bởi vì phục sinh tức là phải chết đi cho con người cũ, chết đi cho những vị kỷ, chết đi cho những thói xấu, chết đi cho con người tội lỗi của mình. Và khi mà chúng ta phục sinh như vậy, qua mỗi ngày, qua mỗi tháng, qua mỗi năm, chúng ta sẽ trở nên con người phục sinh trọn vẹn cùng với Đức Kitô trong ngày sau hết. Sáng hôm nay, tôi về giáo xứ Vĩ Nhuế để hiệp thông trong thánh lễ an táng cho cha cố, cho ông cố của cha Giuse Lê Danh Tường. Trong bài chia sẻ, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên có nói rằng ông cố khi ra khỏi cõi đời này trở về với Chúa, và khi trở về với Chúa thì ông cố phải rũ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian này. Nhưng sự trở về với Chúa không chỉ diễn ra sau khi chúng ta chết, mà phải diễn ra trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, trong mỗi ngày sống. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, cho những việc mà chúng ta cử hành trong tuần thánh này, nhất là khi chúng ta suy niệm sự thương khó của Chúa, chúng ta sẽ cố gắng vác cây thập giá của chính mình và làm những điều tốt nhất có thể cho chính chúng ta, cho sự sống của chúng ta, cho anh chị em và cho sự phát triển của giáo hội Chúa.
qua cuộc khổ nạn và cầu sinh, chúng ta tin tưởng dâng lên Chúa lời cầu xin. Xin Chúa cho mọi tín hữu biết suy niệm cuộc khổ nạn của Đức Kitô để can đảm thay đổi đời sống theo ý Chúa. Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện để linh tế của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa lời Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người, Người hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng: vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện lòng mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phục sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội Thánh trong nước mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăng Lăng Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha Hòa Hằng Năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến đoạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hợp nhất và ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai đều mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, ông chẳng đáng Chúa ở làng nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời vì linh hồn con sẽ lành lại. Xin đi vào máu thân Chúa Giêsu Kitô, xin giữ con trong cuộc sống.
Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa đã cho chúng con được khỏa trí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ bao nhiêu người đã phục sinh, xin cho chúng con đã tới quê trời những lòng hằng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Tàu lá mà chúng ta đang cầm ở trên tay khi mang về nhà, chúng ta đừng vất lung tung, nhưng để lên bàn thờ hoặc nơi dễ thấy nhất. Và khi tàu lá đã khô và chúng ta không muốn giữ nữa thì có hai phương pháp để xử lý. Một đó là mang đốt, hai đó là giao lại cho ban hành giáo. Để đến mùa chay sang năm, những tàu lá đó sẽ được đốt và cho sẽ được sử dụng để sức lên đầu chúng ta trong ngày thứ tư lễ trọng. Tối thứ hai và tối thứ ba, bắt đầu từ 6 giờ chiều, chúng ta sẽ có buổi tĩnh tâm cho cộng đoàn. Tôi xin nhắc lại, sẽ có bắt đầu từ hát kinh Chúa Thánh Thần, đọc tin mừng và chia sẻ trong mùa chay. Rồi sau đó sẽ đặt lễ Thánh Chúa cho cộng đoàn chầu. Và đăng ký chúng ta chầu thì tôi với cha cố Francisco sẽ ngồi tòa để giải tụng. Hai đoàn sẽ phụ trách hai buổi chầu thứ hai và thứ ba. Bắt đầu từ thứ tư, chúng ta sẽ gắn 15 sự thương khó. Lịch chúng tôi sẽ niêm yết trên bảng tin. Nếu như ngày chưa rõ, chúng ta có thể xem trên bảng tin để thực hành những ngày của tuần thương khó một cách tốt lành nhất. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.